On sound. Duh. Hello hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình. Và nếu đây đầu tiên anh em đến với mình ấy, thì mình là Tuấn MC và mình làm clip về hướng dẫn ảo thuật hay là bất kỳ những cái gì liên quan đến ảo thuật thì mình đã làm nhá. Và hôm nay mình sẽ có một cái thông báo nho nhỏ cho anh em. Đó chính là nếu anh em đã theo dõi kênh mình từ lâu ấy, đó chính là mỗi tuần thì mình đều ra 2 video vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Nhưng mà rất là sorry anh em, bây giờ thì mình chỉ ra được một video trên một tuần thôi. Từ đây, nếu anh em nào chưa biết ấy, thì mình đang học lớp 12 và chuẩn bị thi học ấy, thế là thời gian nó khá là ít. Thế là một tuần mình chỉ ra được một cái video thôi. Nhưng mà mình sẽ hứa với anh em là từ đây đến cái lúc mà mình thi đại học ấy, tất cả những cái video mình ra nó sẽ đều chất lượng hơn và hay hơn nữa, và mình nghĩ là anh em có thể tìm trên internet cũng không có đâu. Đó, và anh em hãy cố theo dõi nhá. Ok, còn bây giờ thì như trên tiêu đề video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách phi bài làm sao cho nó cực kỳ mạnh nhá. Ok, về phần kỹ thuật của cái cách phi bài ấy, thì không có gì nhiều. Đầu tiên là chúng ta đương nhiên là chúng ta cần phải một cái lá bài như thế này. Lá bài tây thì càng tốt nhá, tại vì bài tây nó sẽ cứng hơn và nó bền hơn thì phi thích hơn, đương nhiên rồi. Về kỹ thuật ấy, đó chính là chúng ta sẽ kẹp cái phần bài này ở bên trên này nhá, không phải phần bài đây. Mọi khi ấy, các bạn hay mình thấy rất là nhiều bạn hay cầm kiểu này, thế này cầm sẽ không phi được mạnh nhá. Đó, mà anh em phải cầm như thế này cơ. Rồi, sau đó nhá, anh em hãy kẹp nó vào ngón này. Chúng ta sẽ dùng lực của hai ngón bên dưới ấn nó vào, dùng lực của ngón cái ấn cái phần bên trên vào. Bây giờ chúng ta đã cố định được cái lá bài ở trong lòng bàn tay như thế này. Đó, tiếp đến là chúng ta sẽ dùng lực của cánh tay, chúng ta kéo ra đằng sau, kéo cái phần bả vai ra đằng sau nhé. Sau đó chúng ta phi nó về phía trước, chúng ta phi về phía trước. Đó, và anh em lưu ý nhá, lúc chúng ta kéo cái cánh tay ra đằng sau bả vai nhá, thì chúng ta phải kéo nó thật sâu vào, càng sâu càng tốt, thì khi chúng ta phi ra thì lực nó sẽ càng mạnh. Ok, về phần kỹ thuật của nó cũng chỉ có như thế thôi, nó không có gì là nhiều hay là khó khăn cả. Quan trọng là anh em phải tập luyện đủ nhiều để có thể phi nó mạnh hơn. Thì bây giờ mình sẽ thử dùng cách này và phi xem nó mạnh như thế nào cho anh em thấy nhá. Thắt tay xuống chút nữa. Được nổi đấy rồi. Anh em lưu ý là thử đi, đặt lại hai hộp này. Bỏ ghế này. Thể hiện đi bạn. Để tao quay mày phi. Từ. Tôi sẽ là lần cuối cùng này. Làm như bố mày sợ mày. Và rồi, nếu anh em thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, share với bạn bè, để chắc chắn là mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều clip hướng dẫn ảo thuật hay như thế này nhá. À mà nhớ ấn nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.